tiên rồi. Thôi tiêm tay đi, sao không tiêm tay ạ? Tiêm tay. Tiêm lại chiều nhà được nghỉ ngơi thôi. Cháu Nguyễn Long Bằng ạ. Đây, chúng tay này. Tay đấy, con quay mặt đi. Quay mặt đi, nhìn mẹ đi. Nhìn mẹ. Quay đây, nhìn mẹ đang quay con. Nhìn vào đây, nhìn vào đây. Ngoan nha, xong rồi đấy. Nguyễn Long Bằng đâu ạ? Xong rồi đây, tiêm đủ rồi. Xong rồi. Rồi, ghê. Em gửi phiếu cho cháu làm em xin.